Sabbhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trải hoa lành rải tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời. Chân sang thuyết các đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 mà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. À, bây giờ là tự nhiên vừa thỉnh pháp sư vừa xong, và bây giờ Xích Nhật Quỳnh thấy tín hiệu của Xích Nhật Quỳnh, hôm nay là đại đức pháp tính thuyết giảng phải không Nhật Quỳnh? Nhật Quỳnh có nghe âm thanh? Dạ. Bây giờ là và tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong, và bây giờ không biết là đại đức pháp tính đã có và có trước máy rồi, và tự nhiên đã thấy tín hiệu của đại đức pháp tính. Và cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Thân Ma giả. Nam mô Sanh. Con xin thành kính và cũng lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần thập nhị quyền, có nghĩa là chúng ta học về 22 quyền. Vừa rồi chúng ta đã học đến ý quyền, mà bây giờ thì chúng ta tiếp tục học về tính quyền. Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, tập quyền. Dạ, chúng ta bắt đầu. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavatang Vavantang Apiwademi Sokato Bhagavata Thammo Thammasami Subhatipanno Bhagavato Savakasangko Sangkang Namami Lokasatnathang Varmuttamahang Buddhan Chak Thamman Chak
Nát Ma Mi Tăng Khang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần thuốc phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần tính quyền sắc thiên đời ví giác. Tính quyền ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta có niềm tin hay là chúng ta hướng tâm đến trong sạch với đối tượng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là trong sạch với đối tượng ở đây là có nghĩa là chúng ta có cái niềm tin về Tam Bảo, chúng ta có cái niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Thành ra cái chữ tính ở đây đó, sắc á, nó còn có ý nghĩa là vững chắc nữa, nó còn có ý nghĩa là vững chắc. Có nghĩa là khi mà chúng ta có niềm tin với Tam Bảo thì chúng ta có niềm tin đó thì phải là một cái niềm tin vững chắc. Thành ra tính ở đây á, cái lúc này á, cái sở hữu tính này nè, cái sở hữu tính này á, là lúc này á, là coi như là nó sẽ hướng những cái pháp nào mà đồng sanh với nó trở thành một cách mãnh liệt, trở thành một cách mãnh liệt để mà mình có cái về cái đối tượng. Thành ra nếu mà nói theo mà ở trong kinh điển là có nghĩa là cai quản các pháp đồng sanh, làm chung một cái công việc là tin tưởng mãnh liệt nơi Tam Bảo. Đó thì chúng ta phải ngầm hiểu cái nghĩa ở đó. Có nghĩa là khi mà cái tâm thiện của chúng ta nó sanh lên đó, thì lúc này sở hữu tính, sở hữu tính, nó sẽ làm sao quý vị? Nó sẽ hướng những cái pháp nào, những cái pháp nào mà nó đồng sanh ở trong cái tâm đó để mà hướng về nơi Tam Bảo. Đó, vậy thì Tam Bảo ở đây thì quý vị biết rồi, đó là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng, hoặc là nói thêm nữa là tinh về học giới. Đó, vậy thì ở trong đây đó, chúng ta thấy rằng là giống như là cái người mà gần đến với cái gì? Sotapatti, gần đến với cái đạo quả Dự Lưu. Vì rằng chỉ có cái bậc Dự Lưu, bậc Tu Đà Hoàn mới có niềm tin bất động nơi Tam Bảo, và hoàn toàn trong sạch về ngũ giới, trong sạch về giới. Thành ra đó là coi như là nếu mà chúng ta có cái tính quyền là lúc đó mình đang tu tập, mình đang hướng tâm đến cái niềm tin ở trong Tam Bảo. Còn đối với những cái chúng ta thấy rằng có những người đó, thí dụ như là người ta có cái mãnh liệt về cái sự mà thờ cúng đi, có những người thì coi như là chúng ta thấy ngày xưa đó, ngày xưa chúng tôi nhớ có những ông già bà cả là cứ tối đến là coi như là mình tắm rửa sạch sẽ, thay một cái bộ đồ mirama vô, rồi tóc chải đồ đàng hoàng, rồi coi như là lễ bái các phương hướng, hoặc là lễ bái những cái đối tượng gì đó mà mình thờ. Thì cái niềm tin đó họ mãnh liệt lắm quý vị, cũng mãnh liệt lắm, họ mới làm được cái điều đó. Nhưng mà cái đó không gọi là tính quyền. Vì sao? Vì những cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng là tại vì ở trong nhân gian hồi xưa bài như thế nào, rồi bây giờ người ta tiếp tục người ta theo như vậy. Còn đối với cái người mà có niềm tin, có cái sự trong sạch với đối tượng, ở trong cái đối tượng đó là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nó có rõ ràng, nó có rõ ràng. Nhưng mà tại vì có những người người ta nói rằng là có rõ ràng nhưng tôi đâu biết, tại vì những người đó người ta không chịu tìm hiểu. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng là
cái người đó người ta theo cái đạo như ở bên Ấn Độ đi, người ta theo cái đạo là ngâm mình ở nước lạnh, hoặc là người ta thờ lửa. Bây giờ tôi có cái niềm tin vô cái đống lửa này, cái đống lửa này đó, thì ở trong những cái niềm tin mà mình đặt vào ở trong cái ngọn lửa thì nó không có cái nguồn gốc rõ ràng, nó không có nguồn gốc cái nguồn gốc mà nó rõ ràng. Còn nếu mà chúng ta có niềm tin ở trong Đức Phật ấy, thì nó có rõ ràng ở cái chỗ nào. Chúng ta biết rằng là mình tìm hiểu ở trong kinh điển, hoặc là mình đi đến một vị nào đó, người ta sẽ giải thích cho mình Đức Phật là như thế nào. Đức Phật là một cái vị hoàn toàn giác ngộ mà có thật, có nghĩa là khi mà Ngài sanh ra ở quê quán như thế nào, rồi có cha tên gì, có mẹ tên gì, rồi lớn lên cái sự nghiệp như thế nào, vào cái thời điểm nào Ngài từ giã cung vàng điện ngọc, Ngài đi xuất gia, rồi sau khi Ngài xuất gia Ngài chứng đạt đạo quả như thế nào. Khi mà chứng đạt đạo quả rồi, Ngài đem cái sự chứng đắc đó, chứng đạt đó, Ngài đem ra thuyết giảng, thành ra gọi là giáo pháp. Mà cái giáo pháp đó khi mà mình kiểm nghiệm lại thì mình thấy được cái sự an lạc, hoặc là tăng chúng là những cái vị đệ tử của Ngài đã hành theo như vậy và đạt đến bờ bên kia. Đó, thì có nghĩa là khi mà chúng ta có cái niềm tin với Tam Bảo thì ở trong cái ngôi Tam Bảo đó có vững chắc thiệt, có một cái gì đó chứng minh cho chúng ta biết được rõ ràng. Còn những người mà chúng ta cũng thấy có cái niềm tin rất là mãnh liệt, nhưng mà trong cái trường hợp đó không gọi là thính quyền. Có nghĩa là quý vị thấy, nếu mà thật sự ra quý vị thấy rằng có những cái ngoại đạo ngoài tôn giáo Phật, người ta có cái sự tinh tấn hơn mình, có cái sự siêng năng hơn mình, hoặc là người ta có cái niềm tin nó mãnh liệt hơn mình đó, nhưng mà ở trong đó đó không có gọi là tính quyền, không có gọi là tính quyền, là tại vì người ta không giải thích được, hoặc là cũng như là nó không có một cái rõ rệt, nó không có một cái rõ ràng để cho chúng ta tin tưởng vào. Ngay cả quý vị thấy rằng những người mà tụng chú thực cũng vậy, hoặc là những cái bài chú thần quyền đồ này kia, mình kêu người ta giải thích cái đó là như thế nào, người ta nói đã nói là mật chú rồi, đã nói là thần quyền rồi, còn giải thích cái gì nữa. Đó, thì thành ra chúng ta thấy rằng nó không có rõ được. Còn ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, hoặc là những cái bài kinh, hoặc là những cái gì đó mình tụng đọc, hoặc là mình hành trì theo, mình đều có cái nguồn gốc hết, chỉ có là mình chưa có hiểu hết rốt ráo thôi. Hoặc là ví dụ bây giờ quý vị thấy rằng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc là những cái bài kinh Thất Giác Chi, quý vị thấy rằng có cái nguồn gốc đàng hoàng, do duyên sự như thế nào mà Đức Phật thuyết giảng ra những cái điều đó. Đó, thì thành ra chúng tôi muốn nói rằng là tuy rằng có những người, người ta cũng có cái niềm tin mãnh liệt vào những cái môn chú thực, hoặc là những cái đối tượng người ta thờ cúng, nhưng mà mình không gọi cái đó là tín quyền. Là tại sao? Tại vì những cái đó nó có rõ ràng, nó không có cái cơ sở, hoặc là nó cũng như là nói theo ở trong kinh điển là nó không có cái lịch sử, nó không có cái lịch sử, nó chỉ là cái truyền thuyết thôi. Thành ra dù cho cái người đó có mãnh liệt ở trong những cái sự tin tưởng đó, nhưng mà cũng không được gọi là tín quyền. Vậy thì ở đây đó, chúng tôi nói thêm là khi mà mình muốn có được tín quyền, mình muốn có được tín quyền thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là chúng ta phải xa lánh những người vô tín, có nghĩa là những người không có niềm tin. Nếu mà mình mà muốn tu tập để mà có tín quyền, thứ nhất là chúng ta phải xa lánh những người vô tín, có nghĩa là mình không gần gũi những người mà không có niềm tin nơi Tam Bảo. Thật sự ra quý vị thấy rằng như chúng ta ở bên cái lớp học Phật pháp, quý vị thấy có những cái bài kinh trong chánh tạng, có nghĩa là ở trong Trung Bộ Kinh, nói về những người mà người ta không có niềm tin,
mình gần gũi rất là nguy hiểm. À, có nhiều khi sau cái thời gian mình sống ở trên cái cõi nhân loại này nè, và sống ở trên thế gian này rồi, rồi mình do cái sự bất tín của mình hoặc là cái niềm tin sai lạc của mình đó, mình sẽ dễ rơi vào khổ cảnh. À, dễ rơi vào khổ cảnh. Cũng như hồi bữa mà học cái bài đó, quý vị có, quý vị thấy rằng đó, tại sao mà có những cái chúng sanh, tại sao mà có những cái chúng sanh mà nó thèm ăn những cái đồ tanh, những cái đồ hôi, quý vị, những cái đồ tanh, những cái đồ hôi. Thí dụ như là đối với những cái loại mà chó nhà, chó rừng, hoặc là những con mèo, hoặc là những con gà, tại sao mà nó thích ăn những cái đồ mà những cái đồ tanh, đồ hôi đó, mà nó ngửi rất là xa. Thì ở trong cái bài kinh đó giải thích đó, có một số sa môn bà la môn, có một số sa môn bà la môn, hãy cứ tối ngày cứ tìm cách để mà tổ chức cúng bái để có được cái sự ăn uống, có được cái sự ăn uống. Thành ra đó, do như vậy mà sao khi thân hoại mạng chung ấy, phải sanh làm đọ thú, sanh xuống khổ cảnh, thì sanh làm lại những cái loài mà xúc sanh nó như thế đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người do người ta cái niềm tin sai lệch là một, hoặc là người ta không có niềm tin về tam bảo, không có niềm tin về nhân quả. Thành ra một số người đó khi mà nghe tin ở đâu có cúng kiến, rồi chạy đến đó để mà ăn uống, để mà hưởng thụ, rồi hoặc là bày ra những cái chuyện cúng kiến, ăn uống, hưởng thụ. Tại sao khi thân hoại mạng chung, những cái chúng sanh đó bị sanh vào khổ cảnh, rồi có thể sẽ sanh làm những cái loài bàn sanh, mà những cái loài bàn sanh đó nó có một cái sự đánh hơi từ xa, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng những con chó rừng, hoặc là chó nhà, hoặc là những con mèo, hoặc là những con gà đó, quý vị thấy không? Nó đánh hơi được, nó đánh hơi được cái mùi của phân, hoặc là nó đánh hơi được cái mùi của những cái chất tanh. Thành ra nó theo cái sự đánh hơi đó, mà nó theo cái sự mà nó tìm được cái mùi đó, mà nó đi đến. Đó, cũng như quý vị thấy ở trong kinh đó, nói về những cái vị mà bà la môn ở trong thời xưa đó, do họ thích cái sự ăn uống, thành ra hở tới mà hãy mà ông vua ông nằm mộng mà ông thấy cái điều ác mộng, hãy mà đi đến hỏi những cái vị bà la môn, thì những vị bà la môn là kêu cúng cái này cúng cái kia, riết rồi cúng đến những con dê, những con cừu, hoặc là đồng nam đồng nữ, vân vân đó. Thành ra những cái chúng sanh đó sau khi thân hoại mạng chung rồi thì sanh xuống địa ngục, sau cái thời gian hết cái tuổi thọ ở địa ngục sẽ sanh làm những cái loài thú như vậy đó. Thành ra đó, chúng ta phải nếu mà chúng ta muốn có tín quyền, chúng ta muốn tu tập để mà phát triển được tín quyền, thì chúng ta phải là cái người mà xa lánh những ai mà không có niềm tin nơi tam bảo, nơi nhân quả nghiệp báo, hoặc là niềm tin về dở đó. Rồi chẳng những mà chúng ta xa lánh rồi thì chúng ta phải có cái cách đối ngược lại, có nghĩa là chúng ta phải thân cận rồi cung kính và học tập nơi những người có đức tin đó, chứ không phải là chúng ta xa lánh không nha quý vị. Chúng ta xa lánh những cái người mà bất tín rồi, sau đó chúng ta phải đi đến, chúng ta thân cận với những người nào mà có những cái niềm tin chân chánh, rồi chúng ta thân cận những người đó, rồi chúng ta phải có cái sự cung kính. Rồi sau khi chúng ta cung kính rồi đó, thì chúng ta phải học tập, chúng ta phải hành theo những cái người mà có đức tin như vậy đó. Rồi chúng ta ngoài cái chuyện đó ra rồi đó, chúng ta cũng phải suy ngẫm, chúng ta suy ngẫm, chúng ta quán xét, đó là ba cái điều mà để mà làm thành, để mà tác thành cái tín quyền
Đó, xa lánh nè, rồi thân cận, xa lánh người không có niềm tin, thân cận người có niềm tin. Rồi lúc đó, cái thứ ba là chúng ta phải suy ngẫm, suy xét lại. À, suy ngẫm, suy xét, quán xét lại những cái bài kinh, cũng như là chúng tôi vừa kể quý vị, à, tại sao mà có những cái chúng sanh mà nó thích ăn, nó đánh cái mùi tanh, cái mùi hôi từ xa. Đó, chứ không phải đâu có ai mà nặng ra được mình là con người. Rồi ai mà nặng ra được những cái chúng sanh đó là con gà, hoặc là những cái chúng sanh đó là chó rừng, hoặc là chó nhà. Không có ai mà nặng ra cái điều đó, không có ai mà biến ra được những cái điều đó, quý vị. Thí dụ như bây giờ á, cái người đó mà biến ra vậy đó thì coi như là không có công bằng. Tại sao mà ông biến cái người đó ra là cái người mà được hưởng cái hạnh phúc đời sống xa hoa, có đầy đủ chất, rồi tại sao mà ông biến ra những cái chúng sanh làm chó, làm mèo, làm gà, phải ăn những cái đồ tanh, những cái đồ nó dính đất, những cái đồ nó hôi. Đó, thì nếu mà như vậy nó không có công bằng. Như vậy là nó không có công bằng. Thành ra chúng ta suy xét rồi, chúng ta suy ngẫm rồi đó, chúng ta quán xét lại, thì đây là do cái hạnh nghiệp của chúng sanh. Cái hạnh nghiệp của chúng sanh thành ra đó, chúng ta bị như vậy. Chúng ta cái hạnh nghiệp đó, cái hạnh nghiệp xấu nên nó cho chúng ta cái kết quả xấu. Đó, vậy thì cái chi pháp của tính quyền, tính quyền là tâm sở tính hoặc là sở hữu tính, cetasika. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta qua tới phần tấn quyền. Quý rí dinh đờ rí giác, quý rí dinh đờ rí giác. Tấn quyền ở đây có nghĩa là thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sự cố gắng quý rí giá, cái sự cố gắng để mà hướng đến những cái gì mà cho chúng ta thành tựu, những cái gì mà cho chúng ta thành tựu những cái thiện pháp. Tấn quyền ở trong đây có nghĩa là cái sự siêng năng, cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực. Thành ra chúng ta gọi là quý rí giá. Rồi cái mà làm cho mình cai quản được đó, mình cai quản được những cái sự siêng năng đó thì nó gọi là quyền. Thành ra chúng ta gắn lại là quý rí dinh đờ rí giá. In đờ rí giá là quyền. Quyền có nghĩa là ở đây nó có cái quyền. Bây giờ mình hỏi em là tại sao mình làm cái công việc đó được? Tại vì mình có tấn quyền, tại mình có cái sự tinh tấn đó. Cái chỉ có cái pháp này nó mới có quyền nó làm cho mình thành tựu, nó có cái quyền nó làm cho mình thành tựu. Thành ra gọi nó là tấn quyền, gọi nó là tấn quyền. Vậy thì tấn quyền ở đây có nghĩa là cái có nghĩa là cố gắng, tinh tấn, gắng sức để hoàn thành cái công việc đó. Đó, những cái công việc đó là những cái công việc như thế nào quý vị? Mình cố gắng đẩy lùi được tham dục, mình cố gắng mình cắt đứt được những cái trói buộc, rồi mình cố gắng mình đạt đến những cái pháp cao thượng. Đó, thì như vậy đó gọi là mình có cái sự tấn quyền. Mình có cái tấn quyền. Vậy thì ở trong cái tấn quyền này đó thì nó cũng có hai loại. Nó cũng có hai loại. Cái loại thứ nhất đó, là nó cố gắng nó thực hành, nó cố gắng nó thực hành những cái phương pháp mà nó sai lệch, những cái phương pháp nó sai lệch. Thí dụ như là có những người ta cũng rất là siêng năng, người ta tu tập, nhưng mà người ta tu theo cái hạnh con chó, hạnh con bò. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta gọi là tà tinh tấn, tà tinh tấn hoặc là tà tấn, chứ không phải là tấn quyền.
nó không phải là tánh quyền quý vị. Tuy rằng là nó cũng có cái quyền để mà nó làm những cái công việc đó, nhưng mà do nó không có nó không có thành tựu được cái mục đích cao thượng, thành ra trong cái trường hợp đó chúng ta không có gọi nó là tánh quyền, mà chúng ta gọi nó là tà tinh tấn. Vậy thì khi nào mà mình có cái sự siêng năng, có nghĩa là có cái sự siêng năng để mà mình ra sức mà mình đẩy lùi được những cái tham dục, những cái trói buộc, hoặc là mình đạt đến những cái pháp cao thượng đó, thì trong cái trường hợp đó gọi là tấn quyền, gọi là tấn quyền. Vậy thì tấn quyền ở đây đó, bây giờ chúng ta muốn có tấn quyền á, thì chúng ta phải làm sao? Nếu mà quý vị muốn mình có cái sự tinh tấn, trước tiên á là mình phải xa lánh cái người mà làm biếng, xa lánh cái người mà lười nhác á, ở trong kinh nó gọi cái hạng người mà lười nhác, xa lánh cái người mà lười nhác. Bây giờ quý vị ở gần những cái người mà làm biếng, nó tụt dốc nha quý vị, thật sự ra nó tụt dốc. Thí dụ như quý vị qua bên những cái, quý vị mà nhìn ở xung quanh của mình á, những người đó người ta ăn chơi hoặc là người ta ăn ngủ rồi không, thì nó lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng, lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng. Thật sự ra đó, mình ở chung với cái người làm biếng thì mình đến một lúc nào đó mình cũng bị ảnh hưởng thôi, mình sẽ bị ảnh hưởng, cái điều đó là cái điều tất nhiên rồi. Thành ra đó, mình muốn mà có cái pháp tấn quyền á, là trước tiên á là mình phải lánh xa cái người làm biếng, mà ở trong kinh gọi là xa cái người mà lười nhác, cái người lười nhác. Rồi thật sự ra quý vị biết, khi mà nói về những cái pháp này á, mình nhìn ra đời, mình nhìn ra ở ngoài đời, mình thấy thực tế lắm. Mình thấy nếu mà những cái đứa trẻ cũng vậy, khi mà nó còn ở trong cái tuổi học trò, còn ở trong cái tuổi đi học, còn ở trong cái tuổi đi học á, mà mình cho nó ở gần với những đứa mà làm biếng học á, thì lâu ngày nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn cái người lớn của mình cũng vậy, cái người lớn của mình cũng vậy. Nếu mà mình ở trong một cái xóm đó, mình ở trong một cái nhà đó, mình ở trong một cái xóm đó, mà mình thấy coi như là những cái người xung quanh người ta toàn là cái người làm biếng không, mình tưởng là thôi kệ người ta, mình giữ theo cái phận mình, nhưng mà không có. Lâu ngày chúng ta cũng bị ảnh hưởng, chúng ta không ảnh hưởng thì con cái hoặc là vợ hoặc là chồng hoặc là những người ở trong nhà của mình cũng bị ảnh hưởng. Thành ra Đức Phật dạy là nếu mà mình muốn có cái sự tinh tấn, muốn có cái tấn quyền, chúng ta phải lánh xa những cái người mà lười nhác. Rồi kế tiếp, cái thứ hai là chúng ta thân cận cung kính học tập các cái bậc tinh tấn, các cái bậc tinh tấn. Thành ra quý vị thấy có nhiều khi cái tâm của mình nó lui sụp, cái tâm của mình nó lui sụp. Nói như vậy chứ quý vị biết rằng cái đời tu, cái đời sống tu tập, nói chung là ai tu cũng vậy. Chúng tôi là người xuất gia cũng vậy, quý vị là người tại gia cũng vậy. Lâu ngày đó, cái tâm mình nó có cái sự thay đổi. Cái tâm mình nó có khi quý vị thấy rằng nó cũng siêng năng lắm, nhưng mà có khi cái tâm mình nó cũng bị lui sụp. Thì lúc đó mình phải sao quý vị? Mình phải tìm những cái bậc nào, những cái người nào mà người ta tinh tấn, người ta tinh tấn dù cho ở trong đó là cái công việc công quả hoặc là công phu, hoặc là những người mà hơn nữa là người ta siêng năng ở trong cái chuyện mà hành thiền định, hành thiền quán rồi kia. Thử quý vị đi đến những người đó coi, quý vị đi đến những người đó coi, thì mình không có khở được nhiều thì cũng khở ít, có nghĩa là mình không có khở được cái sự tinh tấn đó nhiều đó, mình cũng khở được cái sự tinh tấn đó một chút ở trong đó. Đó, quý vị thấy rằng khi mà mình đến, mình gần gũi với những cái vị mà người ta quý vị thấy rằng người ta cứ soạn kinh sách, hoặc là người ta sắp đặt mọi việc ở trong chùa,
hoặc là người ta ngồi đó, người ta hành thiền, người ta tu tập, người ta hành thiền, thì tự nhiên mình cũng muốn phải làm một cái điều gì đó để cho nó có ích ở trong cái cuộc đời mình, hoặc là nó có ích ở trong cái xã hội. Hoặc là quý vị thấy rằng, cũng như có những lần chúng tôi đi vào một cái khu vườn của một cái gia chủ, mình thấy rồi cái khu vườn này là người ta dọn dẹp cỏ nó sạch, thậm chí đến cái nhà vệ sinh nó sạch, thì mình nhìn mình cũng biết những người này, người ta có ngăn nắp, người ta có ý tứ, người ta có cái sự siêng năng. Thì mình khi mà mình trở về nhà của mình trở về cái trú xứ của mình, thì mình cũng nhớ lại những cái hình ảnh đó, để mà mình muốn làm sao cho nó được sạch đẹp như vậy. Quý vị biết rằng chúng tôi, những lần mà chúng tôi ở bên những cái thiền viện ở xứ Miến Điện, hoặc là những cái thiền viện ở Thái Lan, quý vị biết rằng người ta có cái điều nó rất là hay. Chúng ta đi cỡ chừng mà khoảng chừng mà 20 bước chân, 30 bước chân, thì chúng ta thấy rằng ở đó sắp đặt một cái thùng rác. Rồi sáng thì các vị sư đó, là quý vị biết các vị ở bên Miến Điện là coi như là sáng dậy trước khi mà đi khất thực đó, thì các vị đó đã quét sân sạch sẽ. Ở bên Miến Điện thì coi như là quét lá rồi sạch sẽ rồi hốt, nói chung là cái công việc làm bằng tay chân nhiều. Còn ở bên Thái Lan thì quý vị biết rằng các vị sư đó cũng làm, nhưng mà người ta làm bằng máy móc, có nghĩa là người ta không có cầm chổi người ta quét nữa. Có những cái chùa bây giờ rất là hiện đại, người ta cầm một cái ống thổi đó, một cái ống thổi bằng cái điện cơ đó, thổi rác lá nó gom lại một chỗ, cái có vị là hốt đổ vô cái sọt rác, rồi đổ vô cái sọt rác đó, thì có những cái vị đó lái những cái chiếc xe, lái những cái chiếc xe lại để nâng những cái sọt rác nó lên rồi chở đi đổ tập trung lại một chỗ. Thì ở quý vị thấy rằng những cái xứ đó người ta không có chấp thủ, người ta không có chấp thủ, có nghĩa là những cái công cụ bằng xe bằng máy đồ này kia để người ta dọn dẹp, chứ không phải là để người ta chơi, để cũng như là người ta sử dụng cái đó để mà thay thế cái sức khỏe của mình. Đó, thành ra chúng tôi đi qua bên đó, mình nhìn những cái hình ảnh đó mình rất là hoan hỷ, mình nhìn những cái hình ảnh đó mình rất là vui. Mình thấy mọi người chư tăng tu nữ ai người ta cũng làm, người ta cũng làm việc ở trong một cái buổi sáng đó. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng mình trở về đó, mình có cái niềm mình mong ước ở Việt Nam mình làm sao mà có được những cái ngôi chùa như vậy, hoặc là những cái thiền viện như vậy. Quý vị biết rằng chúng tôi đi qua những cái xứ ở bên Thái Lan, mình thấy có những cái chùa ở trên núi, ở trên một cái núi nó rất là cao, rồi một bên thì các vị học pháp, một bên thì các vị hành thiền đó. Rồi mình nhìn xe cộ đường mà lên trên núi để mà lên trên cái chùa đó, thì quý vị biết rằng người ta làm, người ta đổ nhựa, người ta coi như là người ta phét đồi phét núi, rồi người ta đổ nhựa rồi mình đi lên trên đó. Nói ở chùa núi ở bên Thái Lan vậy, chứ thật sự ra quý vị lên trên cái ngôi chùa đó, nước có đầy đủ, điện có đầy đủ, internet có đầy đủ, chỉ có là cái sự tu tập thôi. Thành ra đó, mình trở về Việt Nam đó, chúng tôi thấy những cái đồi núi ở bên Việt Nam đó, nó không có được những cái ngôi chùa vậy, mình cảm thấy tiếc, mình cảm thấy rất là tiếc. Thì chắc cái này chỉ có lẽ rằng tất cả chúng ta đó, được nhìn thấy những cái hình ảnh đó, được nghe, rồi mình có những cái sự suy tư, để chi quý vị, để sau này lỡ ở cái kiếp sống nào quý vị sanh ra đó, mình có đủ duyên lành thì mình sẽ làm những cái núi đó sẽ trở thành một bên là thiền viện, một bên là cái trung tâm pháp học đó.
Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta học ở trong Phật pháp, là chúng ta phải có những cái ước mơ. Thì những người nào mà đủ duyên lành thì người ta mong muốn sao mà người ta chứng đắc được đạo quả. À, còn những người nào có đủ sức, là đủ duyên lành, thì mình phải làm sao cho cái Phật pháp mà Phật giáo của mình được phát triển lên thêm. Là ở đây là do đâu quý vị? Do mình có cái niềm mong muốn ở trong tâm, là mình có cái niềm mơ ước ở trong tâm như vậy. Chứ có nhiều người á, họ hơi thiên về một bên, không con lo hành thiền giải thoát à, không con lo hành thiền giải thoát được. Nếu mà được như vậy á, thì cũng tốt, nhưng mà hỏi giải thoát nổi không? Thành ra rồi mình phải suy nghĩ lại, tại sao có người ta đi mở mang chùa, mở mang chùa như thế này, mở mang chùa như thế kia đó. Thì mình nhìn mình thấy rằng ở trong cái cuộc tu này, hoặc là ở trong cái đời sống tu tập, nó phải có người này người kia, thì người ta tạo những cái công đức, thí dụ như là người ta tạo chùa, tạo tự. Rồi có những người thì người ta nhàm chán cái đời sống này quá, người ta lo người ta tu tập để mà người ta đạt đến cái sự giác ngộ, hoặc là người ta chấm dứt cái sự khổ. Thì mình thấy rằng có người này có người kia, có người này có người kia. Thành ra chúng ta không nên chúng ta có cái sự ép người khác đó. Thành ra đó, vậy thì đối với cái sự tinh tấn á, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó nó có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta hướng tâm đến. Chúng ta hướng tâm đến, ví dụ như quý vị thấy rằng những người nào mà người ta cảm thấy người ta chưa có hiểu cái sự giác ngộ, hoặc là người ta chưa có tu tập đạt chấm dứt sự khổ là như thế nào, người ta muốn cái chùa nó phải có tượng, hoặc là nó phải có bông hoa, nó phải đẹp, hoặc là người ta muốn rằng là ở trong Phật giáo nguyên thủy mình có những cái ngôi chùa, ở thành phố cũng có chùa, rồi ở trên núi cũng có chùa, vân vân. Thì mình thấy người ta có cái sự mà người ta siêng năng, người ta tinh tấn để mà người ta tạo ra những cái điều đó, thì mình cũng không nên ngăn cản. Mình không có nên ngăn cản. Thật sự ra đó, ở trong Phật pháp rất là thâm sâu, mà mình thì cái trí mình nó hạn hẹp, mình không nên ngăn cản, chúng ta không nên chúng ta ngăn cản cái người này người kia đó. Chúng tôi thấy rằng thường thường đối với cái người Việt mình ưa bị vi phạm vào cái sự mà cản trở, cản trở người này, cản trở người kia, thấy người ta phát tâm rồi mình nói này nói kia. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với một cái người nào, người ta cũng có một cái quá khứ, người nào người ta cũng có một cái quá khứ hết đó. Rồi nhưng mà có lúc đó, người ta đã từ bỏ cái quá khứ mà nó không tốt, người ta trở thành một cái người tốt rồi. Mình thấy rằng bây giờ người ta chưa có từ bỏ được, nhưng mà sau này mình hy vọng mà người ta có cái sự từ bỏ đó. Thành ra đó là chúng ta thấy rằng là có những người trước kia người ta không có siêng năng, thì mình không có đến gần gũi với những người đó. Nhưng mà nếu mà cần giúp thì mình cũng giúp, nếu mà có khả năng mình cũng giúp người đó được. Còn nếu mà hỏi mà mình làm cái người thân, người kết bạn thân thì mình không làm. Mình chỉ kết thân với những cái người mà có cái sự tinh tấn, để làm chi? Để nó khơi dậy cái tinh tấn ở trong tâm của chúng ta. Coi gì chứ cái tâm của chúng ta nó rất là quan trọng. Thế mà cái tâm của chúng ta mà muốn mình có cái sự tinh tấn, mình học pháp, hoặc là mình công phu công quả gì đó, thì nó sẽ do cái tâm của mình nó phát khởi lên, nó phát khởi lên rồi nó mới tác động đến cái thân của mình làm việc đó. Đó, thành ra cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Thành ra nó cái pháp thứ ba đó là mình thường suy xét, thường suy xét về bốn chánh cần. Về cái bốn chánh cần đó mình suy xét đó, quý vị có nhớ hồi bữa chúng tôi giảng về cái sự tinh tấn không? Đó. Như thế nào mà được gọi là tinh tấn để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh khởi, không cho sanh khởi, như thế nào? Đó có nghĩa là mình nhìn thấy
những cái chúng sanh đó bị cái tội như vậy, bị cái tội khổ như thế này như thế kia, là ở đây là mình nói mình phải đề phòng rồi, đề phòng mình giữ cái tâm của mình làm sao cho mình đừng có bị vướng vào những cái điều đó. Đó thì như vậy đó thì gọi là mình có cái sự mà tinh tấn, quý vị. Chứ mình giống như là mình ngừa bệnh vậy đó, mình thấy ở bên kia người ta bị dịch corona, là ở đây mình phải lấy khẩu trang mình đeo liền, mình lấy khẩu trang mình đeo vô mình phòng bệnh liền đó. Vậy thì tinh tấn để mà ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh khởi, không cho sanh khởi đó, có nghĩa là mình thấy những người xung quanh mình nghe nói rằng báo đăng hay là bên làng này làng kia, ngày xưa thì mình nghe nói bên làng này làng kia, nhưng mà bây giờ thì mình nghe ở trên đài trên báo đăng cái điều này điều kia đó, là ở đây là mình thấy rằng cái người đó do người ta nóng quá, rồi người ta tạo ra cái sự mà đánh đập hành hạ người, rồi người ta bị bắt bớ vân vân. Thì ở đây là mình phải coi như là mình phải ngăn ngừa cái tâm của mình, đừng để cho sân hận nó khởi lên, đừng có để cho những cái tâm ác nó sanh lên. Đó gọi là tinh tấn ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh khởi, không cho sanh khởi đó. Tinh hãy mà những cái ác pháp nào, những cái ác bất thiện pháp nào mà nó sanh khởi rồi, thí dụ như là mình bây giờ là mình ghét người đó, mình ghét người đó, mình hận, mình tức người đó, nhưng mà mình phải sửa lại, sửa lại thôi, cái ý mình như vậy là đủ rồi, cái ý mình như vậy là đủ rồi, mình phải ngưng lại, không có nên tạo, không có nên mà càng ngày mà càng có cái sự mà sân hận sâu vào đó. Đó, chúng ta phải tháo gỡ từ từ, chúng ta phải tháo gỡ từ từ bằng cách này bằng cách kia. Bây giờ thí dụ như thật sự ra có một số người mình không có thích, mình không có thích, tại vì mình biết rằng cái người đó cái tâm tánh của họ, họ cứ thọc mạch, họ cứ thọc mạch, hoặc là họ có những cái điều rất là xấu, quý vị. Thật sự ra đó, quý vị biết, ở trong cái đời sống tu tập, ở trong chùa hoặc là ở ngoài đời cũng vậy, chúng ta phải tiếp xúc rất là nhiều hạng người, tiếp xúc rất là nhiều hạng người, thì ở trong cái nhiều hạng người đó, cái người xấu nó cũng nhiều lắm. Mình biết cái tâm tánh người ta như vậy như vậy, nhưng mà bây giờ là mình ghét người ta đó, hoặc là mình muốn làm hại người ta đó, thì cái tội lỗi mình cũng phải gánh chịu thôi, mình phải gánh chịu thôi. Thành ra đó, lúc đó mình phải dừng lại, mình dừng lại, mình chỉ có nghĩ rằng thôi, cái tâm mình mà ghét người ta như vậy đó là mình cũng đủ mệt lắm rồi, có đâu mà suy nghĩ đến những cái chuyện mà hại người. Thì mình có những cái tâm lý đó, nó từ từ nó mới tháo gỡ dần dần. Có những người ta nói tại con ghét con nói vậy thôi, con ghét con nói vậy thôi chứ con không có ác ý hại. Cái ở trong ý của mình là mình phải dừng lại rồi, mà mình để mà nó phát ra tới cái lời nói là nó đã nguy hiểm rồi. Mình phát ra tới cái lời nói là nó đã nguy hiểm rồi. Chúng tôi nhớ có những cái vị trưởng lão, các vị đó nói mình không thích người ta thôi, chứ mình tu tập mình đừng có để mà tới cái cấp độ mà mình thở lên cái ý mà ác ở trong tâm của mình đó. Mình tới đó là nó quá giới hạn rồi đó. Thành ra mình tinh tấn mà mình đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh, không cho nó sanh khởi nữa đó. Còn những cái thiện pháp thì quý vị, thiện pháp nào chưa có thì mình phải siêng năng, mình tinh tấn mình làm cho nó sanh khởi. Hồi đó giờ mình chưa có hành thiền thì mình phải ráng làm sao, mình ráng làm sao mà mình hành thiền được trong cái thời gian ngắn hay là dài, nhiều hay ít, thì mình cũng phải cố gắng, mình làm sao mà mình phải có được một ngày, ở trong cái thời gian một ngày nó phải có bao nhiêu phút đó để mà mình tu tập. Dù cho mình không có đạt đến không có đạt đến một cái quả vị gì hết, nhưng mà nó cũng có cái hạt giống đó,
À, nó có cái bi tráng đó, đó để cho mình làm cái nền tảng à, về sau này đó. Rồi khi mà mình có được như vậy rồi đó thì mình phải tinh tấn siêng năng để mình duy trì những cái thiện pháp đó, mình duy trì những cái thiện pháp đó, thành ra gọi là chúng ta có cái sự tinh tấn. Vậy thì cái chi pháp của tấn quyền á, là tâm sở tinh tấn, tâm sở tinh tấn. Chi pháp của tấn quyền là tinh tâm sở tinh tấn, hay là sở hữu tinh tấn. Đó. Dạ, xà thủ lần thai. Rồi, kế tiếp là niệm quyền. Niệm quyền. Niệm ở đây á, có nghĩa là cái gì? Xá tí. Xá tí có nghĩa là ghi nhớ, ghi nhận. Ghi nhớ, ghi nhận. Nó khác với tuệ quyền nha quý vị. Tuệ quyền là mình hiểu, hiểu biết. Còn cái niệm quyền là mình ghi nhớ, ghi nhận rõ ràng. Ghi nhớ, ghi nhận rõ ràng. Chứ không phải là ghi nhớ mà ghi nhớ, ghi nhận mà nó sai. Cái đó nó không phải là niệm. Niệm này là nó thuộc về, nó nằm ở trong tâm sở tình hảo. Nó nằm ở trong tâm sở tình hảo. Thành ra nó không có cái sự mà ghi nhớ sai lầm, nó không có. Mình ghi nhớ, ghi nhận mà một cách rõ ràng đó. Thì cái niệm quyền này đó, cái quyền này là có nghĩa là nó có cái quyền nó cai quản, nó cai quản những cái pháp nào mà đồng sanh sẽ làm chung cái công việc ghi nhận cái đối tượng. Có nghĩa là cái quyền này là nó tập hợp, nó tập hợp, nó làm chủ, nó làm chủ những cái gì mà trong cái tâm thiện của mình, những cái gì mà nó sanh ở trong tâm thiện của mình, để mà nó ghi nhớ, ghi nhận cái đối tượng, ghi nhớ, ghi nhận đối tượng một cách mà rõ ràng đó. Thì như vậy đó gọi là niệm quyền. Ở trong cái niệm quyền này đó, thì nếu mà nói một cách mà chân chánh là chúng ta đặt cái niệm này ở đâu quý vị? Ở trong thân thọ tâm pháp, trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó. Chúng ta phải đặt niệm ở trong đó, niệm ở trong đó thì nó mới đúng như cái lời của Đức Phật dạy, mới đúng như cái lời Phật dạy đó. Cái này để mai mốt có dịp thì chúng ta cũng phải trải qua cái phần tứ niệm xứ, chúng ta trải qua cái phần tứ niệm xứ đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng để mà giảng cho quý vị nghe. Chắc cái ở trong cái giáo trình này nó có trải qua cái phần tứ niệm xứ đó, mà tứ niệm xứ thì chúng tôi bây giờ cũng rất là thích giảng, rất là thích giảng chia sẻ với quý vị. Chắc mai mốt mà tới đó chắc cơ bộ nó dài hạn lắm mà. Rồi cái niệm này đó, cái niệm này á, thì mình muốn mà mình có niệm á, thì mình cũng phải có cái ba cái pháp. Mình muốn có niệm á, thì phải có ba cái pháp quý vị. Cái thứ nhất á, là mình xa lánh những người thất niệm, có nghĩa là mình xa lánh những người mà lơ đễnh, những cái người mà người ta lơ đễnh, những cái người mà người ta giống như là có cái sự mà phóng tâm vậy đó, phóng tâm vậy đó, phóng vật á. Mình phải tránh xa những người đó, tránh xa cái xa lánh, hoặc là tránh xa những cái người thất niệm, những cái người lơ đễnh. Thất niệm là lơ đễnh đó, hoặc là phóng vật đó. Mấy người đó là mình, nói chung là mấy người đó là mình phải tránh xa. Mình muốn có niệm mà mình giờ mình có ở gần cái người đó mà người ta cứ nhảy múa, người ta cứ ca hát, rồi người ta cứ vỗ tay, người ta làm đủ cái chuyện hết, sao mình chịu nổi? Sao mà quý vị tu tập có niệm được? Giờ quý vị mà ở gần chúng tôi, mà chúng tôi cứ tối ngày chúng tôi cứ ca cho quý vị nghe hoài thôi, quý vị sao mà quý vị có niệm được? Mình không thể nào có niệm được hết. Rồi không thôi mà quý vị ở gần chúng tôi mà chúng tôi cứ vỗ tay cười giỡn đó, thành ra quý vị không thể nào mình tu tập niệm được. Thì cái thứ nhất là mình phải
tránh xa những người mà thất niệm, là những cái người lơ đến, những người phóng dật phải tránh xa. Rồi đối lại thì mình phải thân cận, cung kính, học tập cái người có niệm. Đó, mình muốn có niệm thì mình tránh xa cái người thất niệm. Rồi sau đó mình phải gần gũi, thân cận, mà phải cung kính nữa nha quý vị. À, quý vị phải cung kính nữa. À, quý vị thấy không? Đến nỗi mà 30 vị tỳ kheo đó vô rừng tu tập đó, mà giao với nhau rồi là phải ráng lo, cố gắng hành đạo, lo tu tập, à, không có làm ồn ảnh hưởng đến những người khác. Đến nỗi mà cái vị đó mà quý vị thấy bị cọp mà nó cắn, à, cọp mà nó tha, nó cắn lên ngực, à, quý vị thấy rằng đau đớn nó cỡ nào mà cái vị đó không dám la lên, à, không dám la lên, sợ ảnh hưởng đến, à, ảnh hưởng đến cái người mà người ta đang tu tập ở xung quanh mình. Đó, thành ra quý vị thấy cung kính hết mức, à, cung kính hết mực luôn, à, cung kính mà không còn cái nào để tả. Hoặc là quý vị thấy con ếch không? Nó khi mà đang nghe Đức Phật thuyết pháp vậy đó, mà cái người một đồng á chỉ cái cây mà đè lên cái người nó, nhưng mà do nó cung kính là cái lời dạy của Đức Phật đang thuyết pháp cho hội chúng nghe, không kêu mà đau, chịu đau đến chết đó. Sau khi chết rồi sanh lên là làm chư thiên, thành ra gọi là thiên tử ếch. Rồi xuống là nghe pháp nữa, à, Đức Phật mới hỏi ngươi từ ở đâu đến. Đó, thì đó cái vị chư thiên ếch mới thực lại, à, cho Đức Phật và hội chúng nghe. Mới tức thì ở đây con là cái chúng sanh là con ếch, con đang nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nhưng mà bị cái người một đồng đè cái cây lên, rất đau điếc, đau đớn, rất đau điếc. Nhưng mà do con cung kính cái lời dạy của bậc đạo sư, con không muốn làm ảnh hưởng đến hội chúng, thành ra con cố chịu đau, và đến khi đó thì không còn đủ khả năng chịu được nữa, thì khi mà mở mắt ra lại thì thấy mình đã sanh ở trên thiên giới. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cung kính hết mức, là không có còn cái gì để mà tả nữa. Thành ra nếu mà muốn, là chúng ta mà muốn có niệm, là thì chúng ta phải xa lánh cái người mà thất niệm, là chúng ta phải thân cận mà phải cung kính, rồi học tập là cái người có niệm, là cái người có niệm nữa. Rồi cái thứ ba là thường quán xét, là thường quán xét về các niệm xứ, có nghĩa là mình tu tập là những cái chi phần trong bài kinh tứ niệm xứ đó. Đó, thì như vậy đó thì nó mới phát sanh được niệm, là như vậy mới phát sanh được niệm. Đó, chi pháp của niệm quyền là sở hữu niệm hay là tâm sở niệm? Đó, rồi hôm nay thì chúng ta học nhiêu đó thôi. Thật sự ra quý vị, chúng tôi cũng phải nói là rất là mệt. 6 giờ tới 7 giờ ráng tụng kinh rồi hành thiền, rồi phải gấp rút đi lên giảng cho quý vị nghe. Nhưng mà quý vị biết rằng á, trong cái này á, nó cũng có một điều vui là sao? Là có nghĩa là mình cũng đi rằng căn của mình nó bị chi phối lắm, nó rất là ngắn, nhưng mà từ ở trên chánh điện xuống chúng tôi ráng cố gắng, khi mà không hành thiền nữa rồi mình ngồi dậy đó, mình đứng lên đó, để mà mình đảnh lễ Đức Phật đó, thì chúng tôi cũng ráng làm những cái động tác đó nó chậm lại, làm những cái động tác đó nó chậm lại để chi, quý vị, để mình có cái sự ghi nhận từ từ. Rồi chúng tôi bước ra khỏi chánh điện, mang cái đôi dép vào, rồi cũng đi từ từ xuống đến phòng của mình, rồi mở ổ khóa ra, rồi xong rồi máng ổ khóa lại trở lại chỗ đó, rồi bước vô phòng mà mở cái máy laptop lên trước, xong rồi mới quay qua cái chỗ mà uống nước. Nói chung là chúng tôi cũng ráng, cũng ráng ghi nhận từ từ như vậy coi như thế nào. Đó, nó không có gấp rút, mà nhờ như vậy thì cái hơi của mình nó không có bị tức, có nghĩa là cái hơi thở của mình nó không có bị dồn dập. Thì bây giờ thì
lên mà có mở máy giảng cho quý vị mà nó trễ tí xíu thì cũng đâu có sao, à, nó trễ 3-4 phút thì cũng không có sao hết. Nhưng mà miễn sao mà mình giữ được, mình giữ được, mình ghi nhận được những cái động tác mình làm nó từ từ như vậy. Thành ra chúng tôi nghĩ vậy thì cũng mệt, nhưng mà nó cũng có một cái điều rất là vui, có điều một cái điều rất là vui, mình đem lại cái sự tu tập cho bản thân của mình, từ từ nó sẽ, chúng tôi thấy nó có cái sự thay đổi, rồi lên đây chia sẻ pháp với quý vị thì nó cũng có một cái niềm vui, cái niềm an lạc. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng tới những cái ngày này đó, chúng tôi cứ nhớ đến cái hình ảnh của hòa thượng An Sư Hoài. Chúng tôi ngồi ở trên chánh điện hành thiền cũng vậy, cứ nhớ đến cái hình ảnh của hòa thượng, cứ mình học đến đó thôi, đến niệm quyền thôi. Chúng tôi ngồi trong cái ngôi chùa này, chúng tôi cứ nhớ đến cái hòa thượng An Sư mình biết. Và có điều mình nghĩ rằng nếu mà mình thường như vậy, mình ở gần hòa thượng cái thời gian nó sẽ nhiều lắm. Nhưng mà mình đâu có biết được, quý vị, mình đâu có biết được là ra đi lúc nào. Hồi lúc đó chúng tôi chúng tôi nghĩ là cũng 5 tháng nữa, hoặc là tới hết mùa hạ, hoặc là qua mùa lễ dân y chắc hòa thượng mới ra đi. Nhưng mà không ngờ hòa thượng đi sớm. Thành ra bây giờ chúng tôi suy nghĩ lại như vậy đó. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi kiểm lại ở trong Phật giáo Nguyên Thủy mình ở tại Việt Nam mà còn được rất là ít các ngài trưởng lão. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ mình thường đi đến gần những vị trưởng lão đó. Hoặc là ngay cả quý vị biết rằng đối với ở xa đó, mà những ngày Chánh Minh, ngài cũng có một cái tâm quyết về cái tạng nguyên diệu pháp này. Ngài cũng soạn rất là nhiều, quý vị. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình có được cái thời gian sẽ đi đến đảnh lễ thăm viếng các vị trưởng lão, để không thôi sau này mình lại bị cái sự hối tiếc giống như là hiện giờ mình đang hối tiếc đó. Thành ra cuối cái thời giảng chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái điều này, chúng ta cũng ráng cố gắng làm sao tu tập, chúng ta có tâm từ thương tưởng đến các vị trưởng lão, các vị sư, rồi các vị tu nữ, rồi những cái người Phật tử của mình, những người bạn đạo của mình, thì mình ráng trao dồi cái tâm từ, ráng trao dồi cái tình thương, để chúng ta có phước mà chúng ta không có vi phạm những cái lỗi lầm. Với cái phần phước này xin dâng đến chư tôn đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương. Các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càng các bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh dạ so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa nhân dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong quý ngài quý vị hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước.